Xin chào quý khán giả của chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Tôi là bác sĩ Lại Thế Thập, đang công tác tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ về những hiểu lầm của khách hàng về kết quả tinh dịch cầu khi đến thăm khám tại đơn vị. Chúng ta thường có 3 vấn đề hiểu lầm hay gặp. Vấn đề đầu tiên đó là về tinh trùng dị dạng. Khi có kết quả tinh dịch cầu là tinh trùng dị dạng, các anh chị thường sẽ lo là chúng ta không thể nào có con tự nhiên được. Hoặc nếu như có con thì em bé sẽ là em bé dị tật và em bé xấu. Thì đối với kết quả tinh trùng dị dạng, về kết quả có con tự nhiên vẫn có thể có con được. Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận là cái khả năng có con tự nhiên nó sẽ bị thấp hơn so với những người có kết quả tinh trùng bình thường. Và khi có con được thì em bé sẽ không phải là em bé dị tật, em bé xấu do tinh trùng dị dạng. Về vấn đề hiểu lầm thứ hai, thường là các anh chị sẽ hiểu lầm về cách tư vấn của bác sĩ. Khi anh chị đi khám một số nơi, bác sĩ tư vấn cho chị là kết quả của chồng bình thường. Từ bình thường ở đây, đôi khi chúng ta hay hiểu lầm là trên kết quả tinh dịch cầu có những cái bất thường, nó làm cho giảm khả năng có con tự nhiên. Tuy nhiên với việc để con bằng cách tự nhiên hoặc quan hệ bình thường là có con được. Thì khi bác sĩ nói như thế, chúng ta hay hiểu rằng kết quả tinh trùng của chồng không có vấn đề gì hết. Thì đối với trường hợp này, chúng ta phải hiểu rõ là sẽ có những cái bất lợi ở mức độ chúng ta có con tự nhiên được. Vấn đề thứ ba, khi mà bác sĩ tư vấn cho anh chị là có thể có con tự nhiên được, hoặc với kết quả tinh trùng này chúng ta có thể đi hỗ trợ sinh sản để có con được, thì anh chị sẽ hiểu lầm với tinh trùng này tôi không cần phải dưỡng gì hết, tôi không cần phải giữ cho cơ thể khỏe gì hết, mình ăn uống sao cũng được, vận động như thế nào cũng được, hoặc là cái lối sống sinh hoạt như thế nào cũng được. Thì điều này là không đúng, vì chúng ta vẫn phải duy trì một lối sống lành mạnh, có nghĩa là khi ăn về chế độ ăn uống này, cân đối về dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt phù hợp với sức khỏe thì mới có một chất lượng tinh dịch đồ hoặc là tốt để chúng ta có thể có con tự nhiên hoặc là đi hỗ trợ sinh sản. Nếu quý anh chị thấy những thông tin trên là hữu ích, xin quý anh chị hãy vui lòng chia sẻ đến các anh chị khác để họ được biết thêm nhiều thông tin hơn. Nếu chúng ta còn có những câu hỏi nào chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm, xin quý anh chị hãy vui lòng bình luận ở phía bên dưới. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu tuần tiếp theo. Xin cảm ơn.